hãy cùng chào đón ca sĩ Đoan Trang và Đăng Khôi. Qua chương trình Giọng Ải Giọng Ai mới tiết lộ với anh Nghĩa và tất cả mọi người đây là Trấn Thành là một thời thanh xuân của em. Ủa cái gì? Em đi ngang đời anh như gió bay qua trời, đưa đôi tay nhưng không thể với lấy. Anh nhìn vào bóc dáng của cô ta, chúng ta có thể khẳng định rằng ngay đúng, cô ta không có mở bụng. Hả? Đúng rồi, lúc mà cô hát á, khẩu hình thì trông cô không có tâm lắm. theo nguyên tắc toán học á, không với không là có, thì còn lòi lại cái không thì còn lại là ba cái không này là không. Đâu, nói lại nè. Không thể nào mà không khẳng định rằng bạn này không phải là một người hát không. Không thể nào không khẳng định rằng bạn này không phải là một người hát không hay. Ủa sao tự nhiên đem cái nhức đầu về mình vậy? Ờ, à, chứ vậy. Tại vì chị Trang phải coi nó ra Trang sao. Ơi Trang, thì đó có một cách đơn giản hơn, chờ chương trình phát YouTube á. Cái xong mình nên canh đến lúc đó, cái mình bù hình lại, cái mình ngồi mình phân tích, mình viết ra giấy nè. Cái mình giật đứt mấy chữ không, 1, 2, 3, 4, 4 chữ không là có, đó vậy đó. Dễ hơn nha. Một lát bạn ấy hát câu đầu tiên thôi, chúng ta sẽ ngã gục. Cảm giác cho Khôi thấy là bạn ấy hát không hay. Tin là em hát hay bởi vì em có cái hồn khi mà em hát. Trong đêm hè nóng bước là biết rồi, bước là biết rồi. Đón xem Giọng Ải Giọng Ai tập 16 phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy ngày 20 tháng 1 năm 2018 trên kênh HTV7.